Okay, xin chào các bạn đã quay trở lại với ngocthienroi.com. Ở trong cái video ngày hôm nay thì Ngọc sẽ cùng với các bạn để tìm hiểu và xem vì sao mà MyThemeShop là một cái công ty mới thành lập mà được khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng hiện nay họ đã có tới khoảng 350.000 khách hàng với khá nhiều các cái sản phẩm, chủ yếu là tập trung vào theme và plugin cho Google Fest. Thì các bạn, như các bạn thấy ở trên màn hình hiện nay, MyThemeShop có khoảng 107 theme tính đến cái thời điểm Ngọc quay cái video này. Trong đó có rất nhiều các cái theme đẹp, trả phí cũng như là những cái theme miễn phí. Thì các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản ở MyThemeShop thì các bạn sẽ được tiếp cận khoảng 23 cái thêm miễn phí cộng với những cái plugin khác. Ngoài ra, nếu cần sử dụng những cái thêm mạnh mẽ hơn, mới hơn thì các bạn có thể mua từng thêm lẻ hoặc là mua cái gói lifetime của MyThemeShop để sử dụng những cái thêm rất là đẹp. Thì hiện nay cá nhân Ngọc cũng đang sử dụng cái thêm ở MyThemeShop, và cái thêm của Ngọc hiện nay đang dùng đó là cái thêm Steady Income. Đây là cái thêm Ngọc đang sử dụng, cái giá của nó là 59 đô. MyThemeShop thì ngoài ra còn có khoảng 26 cái plugin khác nhau miễn phí, trả phí. Gần đây có cái plugin ZIL Shock 10 Pro, hoặc là cái bản phi cũng được rất nhiều affiliate marketer chọn để sử dụng rút gọn link. Đây là một cái plugin mới và cũng rất là đáng dùng cho những người đang làm mà thiết bị liên kết. Có rất nhiều cái plugin và nó đầy đủ hỗ trợ cho chúng ta sử dụng. Ok, như vậy là chúng ta tìm hiểu sơ qua những cái sản phẩm của MyThemeShop. Bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc xem một cái site. Đây là một cái theme mà chuyên cho web chia sẻ mã giảm giá. Nó có tên là coupon theme, là một cái theme rất mới mà MyThemeShop tung ra cuối đầu năm 2017. Thì MyThemeShop họ có một cái nhóm phát triển và nghiên cứu cái nhu cầu của khách hàng rất là tốt, do vậy là tất cả các sản phẩm của họ sử dụng rất là dễ dàng. Thì các bạn thấy là khi mà cài đặt cái theme của MyThemeShop vào á, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái mục mà một cái menu là MyThemeShop, mà ở đây có cái biểu tượng mũi tên quay vòng ở đây. Thì các bạn kết nối với cái tài khoản của MyThemeShop thì bất cứ lúc nào mà nó được cập nhật thì các bạn chỉ nó sẽ được tự động, mà rất là hay ở cái chức năng này. Tức là khi mà các sản phẩm thêm plugin của MyThemeShop có bản update thì nó sẽ kết nối với cái tài khoản mà các bạn đã đăng ký ở MyThemeShop, thì nó hoàn toàn được cập nhật một cách nhanh chóng, rất là tự động. Ngoài ra, cái cài đặt thêm của họ có rất là hay, bởi vì họ sử dụng riêng một cái bảng điều khiển riêng ở trong cái mục Appearance. Vào thêm option thì các bạn sẽ thấy hầu như tất cả các thêm của họ đều sử dụng cái chung một cái bảng này để cài đặt. Thì ở đây các bạn thấy là ví dụ như ở trong General Setting thì các bạn có thể đưa logo, đưa những cái favicon vân vân. Các ở trang việc cái cài đặt một cái trang chủ thì nó cũng có cái mục homepage ở trong đây, thì nó có sẽ có những cái mục để cho từng thêm các bạn cài đặt rất là nhanh chóng, không phải mò mẫm như những cái dòng thêm khác ở những cái cung dịch vụ cung cấp khác. Các bạn có thể kéo thả mà rất là tiện dụng. Một cái nữa là một cái vấn đề của những người dùng thêm GoFest là khi mà mua thêm thì khi nhìn cái demo thì các bạn thấy là nó rất là đẹp, nhưng mà khi cài vào á, thì nó không được giống như là demo. Thì MyThemeShop họ cũng cung cấp luôn cho bạn một cái chức năng import export, nó rất là hay. Tức là bạn cài cái thêm ấy vào, bạn vào cái mục mà thêm option, sau đó các bạn vào mục import thì nó sẽ có, chỉ cần click một cái nút
import thêm option, hoặc là các bạn import tất cả những cái giống như demo liên quan đến cài đặt, cũng như các cái quyết ghép mà các bạn nhìn thấy nó giống như demo, các bạn click vào từng nốt ngay lập tức thêm của bạn sẽ được cài đặt y chang như demo, không cần phải thao tác mò mẫm như những cái dòng thêm khác. Đây là một cái chức năng mà Ngọc đánh giá vô cùng là thông minh, hướng tới hỗ trợ người dùng rất là tốt. Chức năng typography là một cái chức năng mà nó, đây cũng là một cái chức năng đáng phải nói của MyThemeShop, tức là nó giúp bạn cài đặt những cái phông chữ ở từng cái, ví dụ như là text logo này, hay là ở trong từng cái bài viết thì các bạn muốn phông chữ là gì, chỉ việc chọn vào đây, chọn màu chữ, setup, size vân vân, trong bài viết, trong phone của slide bar, phone của footer, tức là chân trang, hoặc là H1 đến H6, các bạn muốn kiểu phông chữ gì, size bao nhiêu, màu gì, chỉ cần click 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 và save trên nó lại, rất là tiện dụng. Ngoài ra một điểm đặc biệt cho người dùng Việt Nam, các bạn nhìn thấy nè, có hỗ trợ ngôn ngữ mã hóa của tiếng Việt luôn, cho nên là rất 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 là hay. Đây là một cái lợi thế mà họ hướng đến cho người dùng Việt Nam, cho nên là chúng ta, những người dùng WordPress ở Việt Nam, rất nhiều người đang dùng MyThemeShop, bởi vì là nó hỗ trợ gần như là tận răng luôn, cho nên là chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian cài đặt, thiết lập. Một cái chức năng nữa, như các bạn thấy là ở đây có cái plugin MyWordPress Translator. Với cái plugin này thì các bạn sẽ dịch những cái từ ở trong trong tiếng Anh ra rất là nhanh ha. Ví dụ như là các bạn thấy ở trên cái theme, mình sẽ cho các bạn thấy. Thường với những cái theme khác á, thì các bạn sẽ đây, ví dụ như ở trong những cái theme khác á, mà những cái nút, cái button mà các bạn muốn thay đổi cái chữ trên cái button này á, thực ra cái gốc của nó không phải là cái chữ lấy mã này, và muốn thay đổi cái chữ tiếng Anh thành chữ tiếng Việt á, thì các bạn sẽ phải can thiệp vào code của theme để sửa những cái từ tiếng Anh thành tiếng Việt. Tuy nhiên là đối với MyThemeShop, các bạn chỉ việc cài cái MyWordPress Translator vào thì các bạn sẽ, nó sẽ liệt kê cho các bạn tất cả những cái từ tiếng Anh mà ở trên theme, và sau đó các bạn chỉ việc nhập cái tiếng Việt vào dưới cái ô này. Ví dụ như cái từ Actidate ở đây thì các bạn sẽ có thể muốn dịch qua, ví dụ như Ngọc dịch thành click để xem date, hoặc là đây, những cái chữ này Ngọc đã dịch qua, và sau đó các bạn chỉ việc nhấn save trên nó lại, thì tất cả những cái chữ được liệt kê ở trong thêm á, nó sẽ tự động chuyển qua tiếng Việt. Đây là một cái plugin mà hỗ trợ người dùng khá tốt ha. Thì đó, đây sơ qua là như vậy. MyThemeShop họ họ có nhiều cái plugin và những cái tính năng mà gần như những cái dòng thêm khác chưa chưa hỗ trợ tốt như của MyThemeShop. Thì đây là một vài cái đánh giá sơ lược này, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái những cái thêm của MyThemeShop và những cái sản phẩm của MyThemeShop. Thì cái giá của nó thì nó cũng bạn có thể mua lẻ từng thêm ha, từng plugin, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái gói, ví dụ như là membership của nó thì có thể nó, ví dụ như 87 đô trong thì các bạn mua nguyên một cái gói thì các bạn có thể sử dụng tất cả những cái thêm và những cái plugin trọn đời của MyThemeShop. Thì đây là cũng là một cái lựa chọn rất là tốt cho những người mà
muốn mua để làm dịch vụ hoặc là muốn sở hữu toàn bộ những cái tính năng hoặc là những cái sản phẩm tuyệt vời của MyThemeShop. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và nếu như các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến những cái sản phẩm của MyThemeShop thì có thể để lại bình luận ở bên dưới cái bài viết hoặc ngay dưới cái video này, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để trao đổi thêm, hoặc là cần sự hỗ trợ thì Ngọc cũng sẽ hỗ trợ các bạn nhanh nhất. Xin cảm ơn các bạn.